Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế về vùng trồng nguyên liệu, nguồn lao động dồi dào và sự nỗ lực của doanh nghiệp, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 thế giới. Cơ hội của ngành hàng này lớn hơn khi nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, tạo điều kiện để ngành gỗ Việt Nam gia nhập được các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Cơ hội lớn mở ra, nhưng các doanh nghiệp ngành gỗ cũng đang phải đối mặt với những biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng về tính chất và quy mô. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới đang đặt ra các quy định mới liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế bền vững, cũng là một thách thức đối với ngành này. Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngành gỗ thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, sản xuất bền vững, cũng như nhận diện những khó khăn, thách thức của các địa phương, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi là nội dung chính của chương trình Dân tộc và Phát triển kỳ này. Được thành lập vào năm 2016, công ty cổ phần BVN Thanh Chương chuyên sản xuất mặt hàng phiên gỗ nén với công suất tại nhà máy ước đạt 150.000 tấn một năm. Đón đầu cơ hội thị trường quốc tế, ngay từ khi thành lập, công ty đã làm chứng chỉ quản lý bền vững FSC cho các đơn vị trồng và khai thác rừng, tạo ra chuỗi giá trị gỗ khép kín từ vùng trồng, chế biến và xuất khẩu. Hiện doanh nghiệp đã liên kết với hơn 2.000 hộ dân và đang có 6,2 nghìn hectare vùng nguyên liệu đáp ứng bộ tiêu chí của FSC. Đáp ứng yêu cầu về nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, doanh nghiệp này đã ký kết được những hợp đồng dài hạn. Mục tiêu đến năm 2025, công ty sẽ xây dựng được vùng nguyên liệu với 15 nghìn hectare đạt chứng chỉ FSC. Do thị trường viên nén gỗ của công ty BVN Thanh Chương thì để chủ yếu là xuất khẩu qua Nhật Bản và các nước châu Âu, thì chứng chỉ rừng bền vững là một cái giấy thông hành để sản phẩm của chúng tôi vào những cái thị trường khó tính như thế. Để tham gia chứng chỉ rừng bền vững thì người BVN Thanh Chương đã hỗ trợ người dân, thứ nhất là tập huấn nâng cao nhận thức và tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, khai thác và để nâng cao cái năng suất và hiệu quả trong quá trình trồng rừng. Thì giờ đến cuối năm cũng đã ký hợp đồng khoảng 50.000 tấn xuất khẩu qua thị trường Nhật. Thì chúng tôi cũng đang tập trung sản xuất để xuất những cái chuyến hàng tiếp theo cho cuối năm. Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu viên nén gỗ lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, với ba thị trường chính là Hàn Quốc, Nhật Bản và EU. Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu viên nén đạt trên 345 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ. Đầu tư sản xuất viên nén gỗ để chinh phục các thị trường quốc tế đang là hướng đi của nhiều doanh nghiệp. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh được nguồn gốc gỗ khai thác và chế biến là hợp pháp. Từ năm 2014, Việt Nam đã thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chuyển đổi rừng tự nhiên sang các mục đích sử dụng khác. Đối với thị trường EU, Hiệp định VPA FLEX đã được ký kết, cam kết rằng tất cả các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang EU là hợp pháp và không gây mất rừng. Chủ động đáp ứng yêu cầu thị trường, các doanh nghiệp ngành hàng gỗ Việt cũng đang tập trung gia tăng diện tích rừng có chứng chỉ quản lý bền vững FSC. Đây được coi là tấm hộ chiếu cho đồ gỗ xuất khẩu khi các thị trường như tại Hoa Kỳ, thị trường chiếm gần 54% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ từ Việt Nam, yêu cầu nguồn nguyên liệu gỗ phải có chứng chỉ FSC lên tới 70%. Chúng tôi cũng đang thực hiện theo những cái nội dung chuẩn hóa của quốc tế cũng như là những cái tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đang thực hiện cái nội dung là làm cái tín chỉ FSC, cố gắng là trong đến giữa năm 2025 sẽ hoàn thành cái chứng chỉ. Tính đến hết tháng 12 năm 2023, diện tích rừng có chứng chỉ FSC là khoảng 282,960 ha, chiếm khoảng 64% tổng diện tích rừng trồng tại Việt Nam.
đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ, khâu lựa chọn giống được địa phương và các chủ rừng đặc biệt quan tâm. Bước vào vụ trồng rừng mới, gia đình chị Trần Thị Xuân lại tất bật, cẩn thận bó từng cây giống một, xếp lên xe để kịp giao cho các chủ rừng. Ở vườn của tôi thì lấy giống ở viện khoa học, cây trồng ở Ba Vì. Và cái khí dân trồng thì phát triển rất là nhanh và kháng được rất là nhiều bệnh. Hiện nay thì người dân đa phần là người ta ý thức rất là cao trong việc chọn giống. Và người ta đến những địa điểm uy tín mà có cái nguồn giống là cây giống là chuẩn chất lượng, là cây mố đầu dòng thì người ta mới chọn để làm trồng rừng. Bởi vì một lần trồng là rất là khó và họ tốn rất nhiều công sức. Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương được coi là thủ phủ giống cây lâm nghiệp của tỉnh Nghệ An với hơn 50 cơ sở sản xuất và kinh doanh. Hàng năm, trung bình các cơ sở cung cấp hơn 2 triệu 700 nghìn cây giống chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của người dân. Có nguồn giống tốt, năng suất rừng trồng tập trung trên địa bàn huyện Thanh Chương cũng được nâng lên đạt 30-35 mét khối trên 1 hectare mỗi năm, tạo động lực để địa phương thực hiện các tiêu chí đưa tổng diện tích rừng có chứng chỉ FSC đạt trên 10.000 hectare trong năm 2024. Để mà xúc tiến được thương mại trong vấn đề xuất khẩu gỗ từ các cái sản phẩm từ gỗ, sẽ phối hợp với tốt với doanh nghiệp để quy hoạch các cái vùng nguyên liệu phù hợp công tác chọn giống, thì sẽ phối hợp tốt với chính quyền địa phương các xã cùng như là công ty để chọn ra các cái giống mà có khả năng kháng sâu bệnh tốt nhất và đồng thời là phát triển nhanh nhất nhằm đẩy nhanh cái tiến độ cấp chứng chỉ FSC. Để cho người dân cũng như là doanh nghiệp có một cái hàng rào pháp lý trong vấn đề gọi như là xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ. Ngăn chặn tình trạng mất và suy thoái rừng, các quốc gia đang đặt ra những yêu cầu phải cung cấp vị trí địa lý, tọa độ của những vùng rừng khai thác gỗ. Việc này đòi hỏi phải có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa địa phương, doanh nghiệp và các chủ rừng. Hàng tháng, thay vì phải đến từng hộ dân để cập nhật lại biến động tài nguyên rừng, thông qua phần mềm FRMS, các cán bộ tại Hạt Kiểm Lâm huyện Thanh Chương đã có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin ngay tại bàn làm việc. Đến nay, 100% thông tin của các chủ rừng tại địa phương đều đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống phần mềm. Tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, camera theo dõi cũng đã được lắp đặt, tạo điều kiện bao quát 1/4 diện tích rừng của huyện. Đồng thời với các ứng dụng phần mềm khác như Map Info, Google Earth, FRMS Mobile, lực lượng kiểm lâm có thể sử dụng thay thế cho bản đồ giấy mà độ chính xác còn cao hơn. Phần mềm cập nhật diễn biến rừng, ảnh vệ tinh và cả các phần mềm trên điện thoại thì giúp chúng ta quản lý được các cái thông tin về chủ rừng, diện tích khai thác và cái diện tích quy hoạch rừng đó là rừng gì để biết được cái công tác quản lý về khai thác và trồng lại rừng. Quy hoạch vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát vùng rừng sản xuất. Đây là những minh chứng khẳng định rằng ngành hàng gỗ Việt Nam đang từng bước đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo gỗ hợp pháp cho xuất khẩu. Chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế của nền kinh tế thế giới vì đây là nhu cầu cấp thiết trong tương lai. Để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững và tận dụng hiệu quả các FTA, thì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển đổi sang mô hình kinh doanh có trách nhiệm và bền vững hơn. Đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 thế giới. Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng 5, huyện Nghĩa Đàn là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc giảm khí thải nhà kính của tỉnh Nghệ An. Những miếng gỗ vụn như thế này, thay vì xả thải ra môi trường, doanh nghiệp đã tận dụng làm nguyên liệu đốt lò cho công đoạn sấy khô sản phẩm. Đấy, tôi thấy những cái mẫu này là tận dụng để sử dụng để ứng dụng vào chỗ đốt lò, thay thế cho cái sử dụng là than đá. Than đá thì nó ảnh hưởng rất là ảnh hưởng ô nhiễm vào môi trường. Cái thứ hai thì chúng tôi đang để phơi tự nhiên này, để cái thời gian vào sấy thì nó này ngắn ngày lại, thì mức độ tiêu thụ điện nó sẽ ít hơn. Từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp tháng 5 đã đầu tư hơn 18 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải lò đốt. Hiện nay, công ty cũng đã thay thế công nghệ cũ, sử dụng công nghệ khô, khí động học trong quá trình rửa dăm để hạn chế nước thải ra môi trường. Chú trọng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp tháng 5 đã ký kết được nhiều hợp đồng với đối tác nước ngoài. Kim ngạch 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 300 tỷ đồng. Để bắt kịp với thời đại thì trong thời gian ngắn nhất, tất cả các doanh nghiệp của chúng ta đều phải thực hiện một cái quy trình sản xuất xanh, sạch, đẹp, an toàn và đảm bảo bền vững cho môi trường. Thì hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã đáp ứng tất cả các tiêu chí để xuất khẩu, kể cả vào các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Và đặc biệt là hiện nay thì công ty đang 80% là công ty đã đang bán cho các cái doanh nghiệp, vừa xuất khẩu trực tiếp, vừa bán cho các cái doanh nghiệp để làm cái sản phẩm xuất khẩu đi thị trường châu Âu và Mỹ. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô vừa và nhỏ chiếm tới gần 98%. Để các doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang sản xuất theo hướng xanh và bền vững, thì chi phí đầu tư máy móc trang thiết bị cũng là một trong các thách thức đặt ra. HD Bank Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia phát triển tín dụng xanh trên địa bàn với tổng dư nợ tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2024 đạt hơn 250 tỷ đồng với 150 khách hàng. Từ nguồn vốn ưu đãi với lãi suất từ 2 đến 4%, ngân hàng đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động phát triển kinh tế xanh. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đã có 12 tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng phát sinh cho vay tín dụng xanh với dư nợ đạt hơn 22.370 tỷ đồng, dư nợ cho vay chung dài hạn chiếm 71%. Trong số 12 lĩnh vực xanh, dư nợ vào lâm nghiệp bền vững chiếm 15%. Những ưu đãi hỗ trợ khách hàng khi tiếp cận nguồn vốn đã trở thành điểm tựa để các đơn vị đầu tư vào hoạt động phát triển kinh tế xanh, tạo điều kiện đáp ứng những yêu cầu mới trên thị trường quốc tế. Sau một thời gian dài bị đóng băng bởi tác động của lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia, thị trường ngành hàng gỗ Việt Nam đang đón nhận thêm nhiều tín hiệu sáng khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tính đến giữa tháng 8 đạt 10,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước những tín hiệu phục hồi của thị trường, các doanh nghiệp ngành gỗ Việt cũng phải đối mặt với các vụ kiện liên quan đến chống bán phá giá, chống lẩn tránh xuất xứ hàng hóa và các biện pháp thuế quan khi trung bình mỗi tháng phải xử lý khoảng 1,5 vụ điều tra. Những tháng cuối năm, khi nhu cầu sửa sang thay đổi nội thất để đón năm mới đang tăng lên, bên cạnh việc nhanh chóng nghiên cứu xu hướng thị trường, chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang thiết kế các mẫu mã mới đẹp mắt, thì các doanh nghiệp ngành gỗ Việt cần tiếp tục tăng cường năng lực phòng vệ thương mại. Có thể nói là cái ngành chế biến gỗ, đặc biệt là xuất khẩu chế biến gỗ, các sản phẩm gỗ, nó chịu tác động rất là lớn của cái nhu cầu của thị trường thế giới. Thì với vai trò của một sở tham mưu và đặc biệt quan trọng, vai trò quan trọng của ngành chế biến nó thúc đẩy cái ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, nên sở rất là quan tâm cái vấn đề này, thường xuyên là trao đổi thu thập thông tin đối với các cái hiệp hội và nắm chắc thông tin để cung cấp hai chiều giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, để hỗ trợ làm thế nào đó là các doanh nghiệp vừa nắm thông tin cũng vừa đứng vững ở trên cái địa bàn trong quá trình sản xuất chế biến để phù hợp với cái xu thế của thị trường và cái tình hình của sản xuất lâm nghiệp và cái nguồn cung ứng là các cái sản phẩm đầu vào và đầu ra ở trên địa bàn. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành gỗ, bên cạnh các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, liên kết chặt chẽ với địa phương và người dân phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ hiệu quả nhằm thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp xanh và bền vững. Từ đây, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường quốc tế, góp phần để ngành hàng gỗ Việt Nam cán đích kim ngạch xuất khẩu đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định chống mất rừng của châu Âu, viết tắt là EUDR, sẽ bắt đầu có hiệu lực. Tại Việt Nam, cùng với cà phê và cao su, gỗ là ngành hàng chịu tác động trực tiếp khi quy định này được áp dụng. Vậy doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì? Những cơ chế chính sách nào cần được triển khai nhằm hỗ trợ, thúc đẩy nông sản Việt Nam nói chung và ngành gỗ nói riêng thích ứng với những yêu cầu mới? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn. Thưa ông, xin ông cho biết tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam thời gian qua. Năm ngoái là một cái năm mà cái kim ngạch xuất khẩu của gỗ và sản phẩm gỗ đã sụt giảm rất sâu. Tuy nhiên thì cái phục hồi của cái công nghiệp gỗ, của thị trường gỗ có vẻ như là nhanh hơn so với những cái lo lắng băn khoăn của chúng ta. Dĩ nhiên là nó còn xa so với chúng ta kỳ vọng vào năm 2025 thì Việt Nam sẽ xuất khẩu được 20 tỷ đô và trở thành một cái quốc gia mà có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành công nghiệp gỗ Việt Nam thì cũng đã có cái tăng trưởng khá tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta cũng đã có những cái năng lực nhất định để có thể vượt qua những khó khăn chung và duy trì được cái đà tăng trưởng. Vậy thưa ông, các quốc gia trên thế giới đang đặt ra những quy định mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh và kinh tế bền vững. Đối với sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ, các địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý điều gì? Quy định mới đây của EU, quy định EUDR về không gây mất rừng và không gây suy thoái rừng và sẽ có hiệu lực thực thi từ đầu năm 2025. EUDR thì cũng đặt ra một số các cái yêu cầu mới ở mức độ cao hơn rất nhiều so với những quy định trước đây. Cụ thể là chúng ta phải tăng cường thực thi cái trách nhiệm giải trình. Cái thứ hai là chúng ta phải cung cấp những cái bằng chứng về từng cái lô, những cái khoảng rừng mà chúng ta khai thác đảm bảo là nó không xâm lấn vào cái diện tích rừng tự nhiên hiện có và không gây suy thoái rừng. Việt Nam coi cái quy định mới này của EU như là một cái thách thức rất lớn nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội để chúng ta tạo ra cái sự liên kết tốt hơn của tất cả các cái chủ thể trong cái chuỗi cung ứng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ ở Việt Nam. Cái điều thứ hai, đây cũng là cơ hội mà tôi cho rằng nó rất tốt, nó tạo ra áp lực để chúng ta có thể chuyển đổi số nhanh hơn trong lâm nghiệp và trong cái công nghiệp gỗ, đảm bảo chúng ta có thể quản trị rừng tốt hơn và chế biến gỗ một cách có trách nhiệm tốt hơn. Và cái thứ ba là thông qua cái việc thực hiện nghiêm túc cái quy định mới này của EU thì chúng ta sẽ phát đi một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng Việt Nam kiên quyết đeo đuổi một cái ngành công nghiệp gỗ bền vững, có trách nhiệm, một cái ngành công nghiệp gỗ mà có thể góp phần làm giảm phát thải, làm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Vậy về phía Hiệp hội sẽ có những giải pháp và kiến nghị gì đối với vấn đề này? Chúng tôi cũng đã hình thành một cái tổ công tác, một cái tổ đặc nhiệm đi tới một số các cái doanh nghiệp học hỏi cái kinh nghiệm cụ thể ở đấy và từ đó thì có những cái hướng dẫn và có những cái thông tin phản hồi cho các cái nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi rất muốn các cái cơ quan thương mại của chúng ta ở nước ngoài làm sao để có thể quảng bá cái sản phẩm gỗ mà được làm từ cái bàn tay lao động cần cù khéo léo của người Việt. Chúng tôi cũng rất muốn là các cái cơ quan của chính phủ đồng hành với chúng tôi trong cái việc tăng cường cái năng lực phòng vệ thương mại. Và cuối cùng khi mà càng ngày các cái yêu cầu quốc tế càng đặt ra khắt khe hơn đối với cái việc truy xuất nguồn gốc gỗ và đảm bảo gỗ pháp thì các cái cơ quan từ trung ương đến địa phương làm thế nào tạo ra được cái sự gắn kết giữa các cái chủ thể trong cái chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ. Thưa quý vị và các bạn, quản lý và đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, phát triển rừng bền vững nhằm tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu gỗ không chỉ là nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan, cán bộ địa phương mà đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của toàn dân. Nhiều địa phương đã dựa vào dân thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Với vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những đội viên của Tổng đội Thanh niên xung phong 5 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương đang nỗ lực gìn giữ từng cánh rừng nơi biên giới tỉnh Nghệ An. Đây là một buổi tuần tra rừng của các đội viên thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong 5.
đi sâu vào từng vùng rừng, kiểm tra từng gốc cây, tổng đội đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu và kiểm lâm xã Thanh Thủy quản lý tốt trên 6.000 hecta diện tích rừng được giao. Mỗi tháng là phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để tổ chức 2 đến 3 đợt là tổ chức phối hợp tuần tra đó, đi sâu vào các cái vùng rừng do tổng đội thanh niên xung phong quản lý đó. Thì ngoài ra thì đơn vị cũng độc lập tuần tra các cái vùng rừng định kỳ. Vào mùa hè thì chúng tôi thường xuyên cũng tập trung vào cái chỗ công tác phòng cháy chữa cháy đó. Nên bên cạnh đó thì cũng tổ chức thường xuyên tổ chức công tác tuần tra rừng tại gốc. Ở rừng núi thì trong quá trình đi làm thì cũng gặp khó khăn về cái điều kiện địa hình. Rồi là trong quá trình đi tuần tra thì có nhiều ngày nhiều hôm thì cũng gặp cái thời tiết là không thuận lợi, cho nên là cũng vất vả. Nhưng mà với cái tinh thần của thanh niên xung phong thì anh em là cũng không nản chí, luôn luôn cố gắng hết mình, hết sức để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và đơn vị giao phó. Tổng đội Thanh niên xung phong 5 được thành lập năm 2000 và đóng quân trên địa bàn hai xã Thanh Thủy và Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nơi đây có 5,7 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và 13 km tiếp giới với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Với vị trí địa lý phức tạp, Tổng đội Thanh niên xung phong 5 đã thành lập đội an ninh bảo vệ, hiện có 8 thành viên chuyên trách đi tuần rừng. Nhờ vậy, trên lâm phần của tổng đội được giao, không còn hiện tượng khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép. Chúng tôi cũng đánh giá rất là cao đối với tổng đội thanh niên xung phong 5 đã phối hợp với đồn biên phòng, vừa là tuần tra để bảo vệ rừng, vừa phát huy vai trò của công dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Muốn người dân tiếp tục cùng với tổng đội đồng hành trong công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi vẫn xác định rồi, đó là cái sinh kế của người dân thì tổng đội phải bảo đảm. Đấy. Và cái đời sống vật chất tinh thần của người dân thì phải được nâng lên. Thì hiện tại ở tổng đội chúng tôi là có 157 hộ đội viên với hơn 600 nhân khẩu. Mỗi một hộ đội viên trung bình thì có từ 3 đến 5 hecta đất. Thì trong đó có cả đất sản xuất nông nghiệp và đất sản xuất lâm nghiệp để thực hiện ổn định cuộc sống lâu dài trên mảnh đất là Thanh Thủy và Thanh Hà của huyện Thanh Chương. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, tăng cường sự giám sát của cộng đồng nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, không những góp phần xây dựng hình ảnh quê hương ngày càng giàu đẹp, mà còn từng bước khẳng định uy tín, tính hợp pháp của vùng nguyên liệu gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chương trình Dân tộc và Phát triển kỳ này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.